Trên hệ thống mạng Ethernet LAN tồn tại 3 kiểu truyền thông, đó chính là kiểu truyền thông Unicast, kiểu truyền thông Broadcast và kiểu truyền thông Multicast. Đối với kiểu truyền thông Unicast thì một thiết bị máy tính sẽ gửi dữ liệu cho một thiết bị máy tính còn lại. Đối với kiểu truyền thông Broadcast thì một máy tính sẽ gửi dữ liệu cho tất cả thiết bị còn lại. Còn đối với kiểu truyền thông Multicast thì một thiết bị máy tính sẽ gửi dữ liệu cho một nhóm thiết bị máy tính còn lại. Trong phương thức truyền thông Unicast, máy tính A có nhu cầu gửi dữ liệu cho máy tính B thì lúc này nó sẽ soạn một cái frame với mắc nguồn là A và mắc đích là B trong tình huống này. Và đối với kiểu truyền thông broadcast, nếu mà một máy tính của chúng ta muốn gửi dữ liệu cho tất cả máy tính còn lại á, thì lúc này máy tính nó sẽ soạn ra một cái cấu trúc frame với mắc nguồn là của nó và mắc đích sẽ là một cái địa chỉ mắc đặc biệt, và lúc này người ta quy ước trên hệ thống mạng LAN địa chỉ mắc broadcast là địa chỉ có 12 số F như thế này. Và lúc này là nếu mà PC của chúng ta gửi ra một cái frame tới địa chỉ mắc đích là 12 số F thì tất cả thiết bị còn lại đều nhận được cái lưu lượng broadcast này. Thì trong chương trình CCNA chủ yếu là chúng ta sẽ phân tích cái kiểu truyền thông Unicast và kiểu truyền thông broadcast. Đối với phương thức truyền thông Multicast thì chúng ta sẽ có hẳn một cái khóa học riêng về cái phương thức truyền thông Multicast này. Để minh họa cho phương thức truyền thông Unicast và phương thức truyền thông Broadcast, chúng ta sẽ khảo sát cái tình huống sau đây. Đối với phương thức truyền thông Unicast, một thiết bị gửi dữ liệu cho một thiết bị máy tính còn lại, chẳng hạn trong tình huống này là PC A có nhu cầu gửi dữ liệu cho PC C, thì lúc này nó sẽ soạn ra một cái cấu trúc frame với mắc nguồn là mắc A và mắc đích trong tình huống này sẽ là mắc C. Trong cái tình huống thứ hai, nếu mà PC A của chúng ta có nhu cầu gửi dữ liệu cho tất cả thiết bị còn lại á, thì lúc này nó sẽ soạn ra một cái frame với cái mắc nguồn là của chính nó và mắc đích trong tình huống này sẽ là mắc của broadcast. Khi mà switch nhận được một cái frame có địa chỉ mắc broadcast thì switch sẽ xử lý bằng cách là nó sẽ nhân bản cái frame này và gửi ra tất cả các port còn lại trừ port nhận vào. Và lúc này là tất cả thiết bị còn lại á, khi mà nhận được cái frame với địa chỉ mắc là mắc broadcast thì chúng bắt buộc phải xử lý. Thì tương ứng với cái cấu trúc địa chỉ mắc broadcast thì chúng ta cũng có khái niệm về địa chỉ IP broadcast. Thì trong tình huống này là máy tính A có địa chỉ IP là 192.168.1, máy tính B có địa chỉ IP là 192.168.2, máy C .3 và máy D là địa chỉ IP là .4. Và trong lớp mạng 192.168.1 đó thì cái địa chỉ broadcast trong tình huống này sẽ là 192.168.1.255. Và nếu mà PC A hoặc là một PC bất kỳ trong cái vùng mạng này mà muốn gửi ra lưu lượng broadcast thì cái IP đích sẽ là 192.168.1.255 và cái mắc tương ứng sẽ là 12 con số F như thế này.